quay trở lại với kênh của chị Bibi. Trong tập lần này thì chị Bibi sẽ tô màu hai bức tranh. Và bức tranh đầu tiên sẽ có hình một con tàu đang lướt đi trên sóng. Chúng mình cùng theo dõi chị Bibi tô màu bức tranh này nhé. Trước. Và trong bức tranh lần này thì chúng mình còn có dòng chữ event. Vậy thì chị Bibi cũng sẽ bóc luôn chữ này ra và tô nó màu đen luôn nhé. Tiếp theo thì chị Bibi sẽ tô màu cho chiếc tàu này. Để con tàu thật nổi bật trên nền sóng màu xanh thì chúng mình sẽ tô màu con tàu này với tông màu chủ đạo là màu đỏ. Cho những làn sóng thì chị sẽ phối hai màu, đó chính là màu trắng và màu xanh dương nhạt. Chị Bibi sẽ tô hai màu này so le nhau nhé. Vậy là chị Bibi đã xong bức tranh đầu tiên rồi, chúng mình cùng chuyển sang bức tranh thứ hai nhé. Ở bức tranh này thì chị cũng tô màu một con tàu, nhưng con tàu này không đi ở trên biển mà nó có thể bay ra ngoài không gian vũ trụ. Và người ta gọi nó với một cái tên là tàu con thoi hoặc là tàu vũ trụ đấy. Chúng mình cùng theo dõi tiếp chị Bibi tô màu con thoi này nhé. Trong khoảng thời gian rất ngắn thôi, chị Bibi đã hoàn thành xong hai bức tranh. Một bức tranh tô màu con tàu đi trên biển, còn một bức tranh thì tô màu con tàu bay ở ngoài không gian. Nếu chúng mình thích video này của chị
thì hãy like, share và subscribe BB Channel để ủng hộ chị BB nhé. Còn bây giờ thì chị phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Bye bye.